Chào. Đấy, chỗ này kia nhá. Các cậu kia. Đi qua cổng ấy là phải xuống xe để dắt nhá. Thế mua bảo hiểm đâu? Ôi giời, đấy là việc của con. Vé đâu? Để vé đây, xuống dắt. Hôm nay lấy vé, mai dắt nhá. Học cho mới chả học gì. Chào chú ạ. Chào. Ôi, vào lớp đi. Dạ. Muộn rồi. Anh, vợ em ra đây có việc gì đấy? Chị ơi, mày rảnh? Em rảnh anh. Sao đấy? Sáng nay ông bảo vệ kìa. Tao là mất vé xe. Tao nói tử tế đàng hoàng rồi. Mà lão tao vẫn cứ nhất quyết phải giữ xe tao bằng được. Mà mày biết đấy, cả cái trường này chưa ai dám động vào tao. Mà một mình lão ấy dám làm như thế. Tao nghĩ cách để trả thù ấy, nhưng mà chưa nghĩ ra. Mày có cách gì không? Em có cách này. Được. Được. Chuyển luôn nhỉ? Ok anh. Lần này tôi chỉ cảnh cáo ông thôi anh nhá. Chú. Chú có làm sao không ạ? Tôi không sao. Mà chú có thù hằn với ai mà để người ta làm ra nông nỗi này à? Không, tôi có thù hằn với ai đâu. Chú thử nhớ lại xem. Không, không. Thế thôi, cháu đưa chú về nhá. Được rồi, cảm ơn cô. Hết cả mình. Dạo này thằng Minh Coca đang làm loạn ở trường kia kìa. Chú mày mau để mắt đến nó đi. Thằng này láo thật. Mà mới mà đòi bán đàn mà cua. Phải sợ. Cật cái gì nữa, không mau đi đi. Ôi này này, dừng lại. Ôi, sao nữa? Qua cổng mới là phải xuống dắt xe. Thế vé của tôi đâu? Vừa học xong, mệt, không dắt được. Vé á, mất. Mất vé? Thôi, chắc là rơi ở đâu đấy, bây giờ vào tìm đi. Tôi mất vé xe rồi thì thôi, tìm làm gì? Ông lằng nhằng thế nhỉ? Mất vé? Thế có đem giấy tờ xe không? Không mang, mang làm gì, nặng cả. Không có vé, không có giấy tờ xe. Thì bây giờ là cậu phải để cái xe này lại ở đây. Tôi phải giữ lại đây, khi nào có giấy tờ thì lúc bấy giờ mới trả được. Tôi nói cho ông biết này. Ông biết bố tôi là ai không? Bố tôi là chủ đầu tư chính chứ, chuẩn bị xây lại ngôi trường này đấy. Ông có tin không? Tôi chỉ cần nói một câu thôi, cái phòng bảo vệ này bay mất nhá. Và ông ra giữa sân trường ngồi trông xe cho nó mát. Bố cậu là ai thì cũng thế thôi. Đây nó là nguyên tắc rồi. Mất xe này thì ai đền? Ông vẫn muốn giữ xe tôi đúng không? Rất quát phải giữ. Rồi, không, tôi cho ông giữ đến. Ông tìm cái phòng điều hòa nào mát mát cho xe tôi vào đấy. Mà xe tôi có bị làm sao ấy, ông có làm cả đời cũng đền được đâu. Nhá. Này, mày nhìn thấy chưa? Giữ xe tao xong làm xước hết cả xe rồi đây này. Lão này ấy, tao phải cho nghỉ việc này. Anh ơi, hay là bây giờ mình xịt hết tất cả các xe ở đây, sau đấy mình đổ lỗi cho lão, anh thấy thế nào? Được, thế mày làm đi, tao trông. Ok.
Ai? Dạ, tao bảo. Dạ, dạ. Tiện thể xịt luôn xe mình, bắt đền một thể luôn. À, được đấy em. Nhanh cái tay lên. Được rồi anh ạ. Được rồi, xong chưa? Tay đi anh ạ. Xe làm sao thế này? Chú bảo vệ ơi! Có việc gì đấy cháu? Chú ơi! Xe cháu không biết làm sao mà lại hết hơi như này ạ. Hết hơi thật rồi. Sao? Hồi này nhìn đem ra ngoài này vá nữa mà. Làm sao? Nó bơm vào là được đấy mà. Dạ vâng ạ, thôi cũng được thì cháu dắt xe ra ngoài. Đại ca ơi! Chết rồi! Xe của mình là bị hết hơi đại ca. Này thì chết rồi. Ông ơi, ông xem tôi cái xe làm sao này. Bây giờ xe tôi xì hơi này thì ông xem ông giải quyết nào đây. Thôi xe nó chắc dính đinh rồi. Xe tôi hôm qua ông giữ. Chiều nay tôi mới đến lấy xe. Thế ông bảo là đinh, thế đinh ở đâu ra? Thì hôm qua tôi chỉ có dắt vào đây thôi chứ tôi có làm gì đâu. Ông lại buồn cười nhỉ. Thôi cậu ạ, xe của tôi cũng bị hỏng thế này. Hay là thôi, dắt ra ngoài kia sửa đi. Cô muốn sửa thì cô dắt ra ngoài đấy mà sửa nhá. Tôi không thích, được chưa? Ông xem nào giải quyết đi nhanh lên, tôi còn về. Không bơm, không vá thế đấy, ý cậu định thế nào? Rồi, ông lằng nhằng quá nhỉ? Ông nói luôn cho vuông này, đưa tiền đây. Tôi tự đi sửa nhá. Này cậu, quán sửa xe ngay ngoài đường kìa. Ra mà sửa đi có mấy chục thôi. Bắt tội chú bảo vệ làm gì? Cái con bé này, mày buồn cười nhỉ? Đưa tiền thì đưa đi. Ở đây cháu cầm 30.000 ra cháu có... Thôi chú cất đi, cháu không lấy tiền đâu ạ. Rồi, chú cảm ơn. Chú cảm ơn. Đây. Đi ra vá nhá. Cái gì? 30.000? Vá thì chỉ 30.000 thôi mà. 500.000? Cái gì? 500.000? Cậu thôi đi. Sao cậu cứ làm khó bác bảo vệ thế? Có chuyện việc của mày à? Hả? Ông nào ông giải quyết nhanh ấy. Thôi. Lằng nhằng. Thôi đây, tôi chỉ có 360 thôi, nhá. Thôi cậu... Nể tình là ông cũng bảo vệ trường tôi học. Đáng nghĩa là 500 đấy. Thôi, bo thêm 10.000 nhá. Tiền gửi xe ngày hôm nay. Đi. Về nhá. Chú ơi. Chú mà cứ hiền như thế, lần sau chúng nó lại bắt nạt chú đấy. Cháu không biết đâu. Thằng này bố nó là làm đầu tư chính để xây dựng cái trường này. Chú thì chú không muốn mất việc ở đây, cho nên là không muốn dây với nó. Thôi đành mình thiệt tí để cho nó xong việc. Vâng ạ. Thôi thế đi vá xe nhé. Đại ca, cái vụ con bé ngày hôm qua ấy, con Bi ấy, nó làm như thế là không được đại ca. Đại ca phải dạy nó một bài học. Tạm tính ấy, nhưng mà tao chưa nghĩ ra cách. Mày có cách gì không? Đại ca, xe của nó kìa. Hay là mình giấu nó đi, xong rồi đổ tội cho nó tự ăn cắp xe của mình. Được hả? Hai thằng, ra dắt cho anh cái xe đỏ kia. Giấu ra đằng sau nhà vệ sinh nghe không chưa? Mình đi anh. Ôi, xe đâu mất rồi? Chú bảo vệ ơi. Ôi. Cái gì vậy cháu? Chú ơi, chú có thấy xe của cháu để đây đâu không ạ? Xe nào? Xe màu đỏ cháu hay đi. À, ôi trời. Chú nãy nó vừa ở đây mà chú vừa đi vào vệ sinh xong rồi ra. Chú ơi, hay là bị mất à? Không, mất sao được? Hay quá nhỉ, vừa đi cướp vừa lăn làng này. Xe của tao ấy, việc gì tao phải giấu đi. Để trách chú bảo vệ làm gì?
Mày tường thuật lại cho anh hả? Dạ, thưa anh, thưa chú, thưa chị và thưa hai em. Vào một buổi chiều nắng chói, cháu với anh đây đi vệ sinh ạ. Thì thấy chị đây dắt một chiếc xe màu đỏ giấu ở đằng sau nhà vệ sinh chưa ạ? Hai thằng này còn đứng đây làm gì nữa? Ra dắt cái xe đỏ vào đây. Ủa, nhanh cái chân lên xe nào. Cái xe dạ. Đấy, ôi giỏi ơi, đây rồi chú ơi. Đây ạ, à, chú ạ, à, cái xe đỏ đây ạ. À. Đây là xe của cháu chú ạ. Đúng rồi. Chú ơi, tình hình nó lại là như thế này ạ. À, hôm qua cái vụ mà xịt lốp xe ấy ạ, nó không thèm lấy 30.000 của chú. Bởi vì sao? Bởi vì nó là thả con song sắt, nó bắt con cá rô. Hôm nay nó chơi vụ này cho nó lớn ấy. Đấy. À. Chú ơi, không phải cháu như thế đâu ạ. Mày được lắm. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đợi tao 2 phút. Gọi ai? Gọi ai? Gọi cho gọi nhỉ. Con này vừa cái làm. Alo. Minh à. Ra ngay cổng trường đi. Ừ. Gọi Minh nào? Lạ thật nào. Chúng mày cứ đợi đấy. Đợi. Anh ơi. Thằng Minh đụt nó ra đây làm gì nhỉ? Tăng. Ê, bà chị! Trả lời bắt! Tao biết hết rồi nhá. Biết cái gì nhỉ? Đây, cho bác xem này. Úi giời ơi! Úi giời ơi! Ở nhà xem này. Sao? Bây giờ còn gì để nói nữa không? Thì tao làm đấy. Có làm sao không? Thế này làm như thế nào? À, thế nào ấy ạ? Thế nào thì nó là thế này ạ. À, mai bác nghỉ việc. Và hai đứa đây thì cũng khỏi phải học trường này. Chắc là bố tao chẳng đầu tư trường này nữa đâu. Bố cậu là gì tôi không còn biết. Nhưng mà là học sinh ở cái trường này thì phải tuân thủ theo cái nguyên tắc của trường này. Và bây giờ bằng chứng đã có rồi. Mời tất cả lên ban giám hiệu giải quyết.